ở bến xe chở về đây đó. Thấy bá đạo không? Thấy mẹ con bá đạo không? 50 ngàn. Đi taxi. Đã bá luôn. Bá. Sao đi taxi mà đi xe mà. Đi ấy thì nó có tiền. Giờ mẹ tính dai tiền của cái tiền góp thì con cho. Vậy 10 triệu 20. Vậy 20 nha. Vậy tiền góp con cho không? Con chịu. Đi làm gì? Dây đi chơi xài phung phí hết trơn chứ không có làm ăn gì đâu. Vì cái hiếu nợ người ta. Đúng rồi, hiếu nợ là đi nợ trả nữa đó. Ai đi đường chứ nợ trả là má ư. Nợ thì trả là tao. Ờ tôi có mập, tao có thả 4 tỷ đây đây rồi. 4 tỷ nữa hả? Hôm bữa 5 tỷ, giờ 4 tỷ sụp à. Trúng chứ sao? Trúng chứ sao? Nào trúng. Ngon lành quá, làm chứng. Kêu mẹ bới à, kêu mẹ Hạnh bới à. Về tới kêu bà đi mua thuốc, tôi hay gọi cho. Mua thuốc kia đừng ta đưa lộn á. Ừ. Không chịu nè. Tại đổi lấy thuốc này lại nó đúng. À đúng rồi, hút thuốc thì phải đúng gu đúng không? Ừ. Như anh hút vét thì hút gu không sao được. Thuốc kia cái gì nó chưa có gì nè. Mèo. Caravan là con mèo. Con mèo đúng rồi. Cháu quá. Đưa lộn hai đi, hai gói được. Con này thuốc mèo mà có hút Sài Gòn mà. Mèo là mắc tiền thôi phải không? Đúng rồi. Mèo đen có 10 mấy ngàn à. Nhưng mà nó không có đúng cái gu. Chết vậy mắc tiền. Chết vậy chứ mắc tiền chết vậy hai mấy ngàn luôn. Nó không có đúng gu hút không có được chứ gì chứ. Chết thiệt anh ba này. Ừ ấy à. Nó đúng cái gu hút mới được. Hả? Gì? Ê. Làm chén nữa đi. Ngon quá à. Ăn thấy, ăn thấy ngon lành quá. Đi hòn nữa, hổm em đi chưa, hổm em đi chưa? Hả? Hổm em đi hòn chưa? Không gầy đâu có, mới về nè, tôi mới về nè. Tôi đi rồi đó phải không? Ừ. Bới chén nữa rồi con trai. Thôi, một chén rồi. Bới mẹ năm chén nữa kìa. Chén rồi. Mẹ năm ăn ngon lành quá. Một chén rồi. Ăn ngon lành mập mập lên nè. À. Bé Tì Nà nó cũng vui. Mập mập nó cũng vui, năm nào 3 triệu mấy đi. Thấy vui. Cái ghê gì? Tôi mười mấy ngày lấy gốm. Ngon quá. Mập mập, sao ghét. Mập mập, mập mập xinh đẹp. Làm đi hấu đi em, ăn đi hấu nhiều. Sao đâu, sao đừng nghĩ được. Ghê. Anh dạ. Bánh nước uống lên. Ờ. Nước. Mày uống nước hả? Uống lên. Cho con miếng nước. Làm ly hay làm ly đi ha. Hơi hốc đá ha. Ừ. Bế nè. Nạc bên rồi nha, nha nước. Hả? Thì đâu có tiền xài đi lấy đi, trong tài khoản đó có rồi đó. Ờ, con ghê đi. 2 triệu, bà mượn 2 triệu. Bà để cho 1 triệu đâu đóng từ ai bà đâu biết. Đóng tiền em đi. Là 3 triệu trong tài khoản rồi đó. 3 triệu rưỡi qua 500 của anh ơi chị. 500 qua nữa bà lấy chưa? Qua 500 Phú anh hiền chuyển qua đó. Thì chưa lúc đi đóng tiền thì hỏi 800 gửi. Mà sao sao mà bữa anh Tiến nói là thằng Quy nó chỉ anh Tiến là đóng rồi. Giờ em cứ đòi đóng điện thoại nữa. Mà sao Tiến nào không có điện cho chú chưa? Ê thằng Quy mày chết rồi mày lấy tiền đứt 4 triệu trả ra mày. Tiến nè. Dạ. Con có điện cho chú Quy chưa? Chưa đó nhưng mà cậu Tiến là chú Quy trả rồi mà. Sao không nói cho để cho mẹ yên tâm, mẹ cứ lo cái điện thoại hoài. Trả được dạ tiền. Rồi. Cậu Quy trả hết trơn rồi. Nó, để tội nghiệp em nó cứ suy nghĩ tới cái điện thoại hoài. Ông Quy nó gan đọc tên rồi đâu đóng tiền hả? À? Trả tiền luôn rồi, trả còn như là trả hết luôn rồi đó. Là em không có thiếu nợ nữa. Đâu có thiếu ai nữa. Chứ giờ cứ lấy tiền đó ăn đi. Ờ không có gì, lấy tiền cái rồi đi đóng điện thoại nữa. Ăn đi chứ khỏi đi đóng tiền điện thoại. Ờ tội nghiệp em nó cứ lo vấn đề điện thoại hoài. Trả rồi, người ta đóng rồi, người ta trả rồi hết trơn rồi. Ý con Ngọc sợ thấy không, về đây lần 25 đi đóng thấy uy tín ghê không? Trả rồi, tính trả tiền. Lo, không kìa cứ lo điện thoại hoài thấy không? Nhìn như đưa 1 triệu, rồi còn như người ta trả rồi hết rồi đó. Ừ. 3 triệu mấy người ta trả rồi đó. Là cậu Quy trả rồi đúng không? Nói cho mẹ hiểu đi, mẹ cứ lo với rồi. Trả rồi, chứ không có thiếu nữa, lại giờ là tiền để ăn. Để ăn. Ồ, thấy gái đẹp không? Thấy gái xinh đẹp không? Giống mình không? Thấy gái xinh đẹp giống mình không? Đó, nhìn liếc không? Con. Thấy muốn khen lắm mà không dám khen cái gì nha. Ở đâu cuối đó. Hả? Ủa, khen gì dữ vậy? Có mua gì về ngoài đảo gì em vô chơi không? Có mua gì cho con không? Hỏi banh da đâu nè? Biết đâu, có banh da nữa hả? Mẹ có mua gì cho con không? Có gì hỏi gì đâu, tí nè. Không mẹ đi chơi, mẹ có mua gì cho con gái không? Cho 1 ngàn lấy không?
cho lấy hàng ngàn cũng nhiều lấy hơn có mẹ. Đi cho 500, xin 500 đi, xin ngàn đi, có thôi, có 500 lấy không? Ông lấy thôi. Giờ con gái hỏi kìa. Trời, đi hò, đi hò chơi gì hỏi à? Mẹ đi hò chơi gì? Nó có tiền. Quá hò có tiền không? Đi nó mượn nha, nó mượn 2-5 triệu. Đâu? Đi mượn nữa. Đi hò mượn 5 triệu hả? Đi hò mượn 5 triệu nữa. Đi mượn 5 triệu nữa. Đi hò. Đi nữa hay gì á, ý nó là mượn tiền đi chơi nữa hay gì á. Tiền đó. Là đi ra ngoài hò mượn tiền người ta 5 triệu hay là mượn tiền rồi đi ra hò chơi nữa? Đi ấy nữa. Không hiểu luôn hả? Bây giờ con hỏi kỹ rồi coi. Không biết là mẹ ra ngoài qua ngoài hòn mẹ mượn 5 triệu đi về hay là giờ đi mượn 5 triệu đi ra hòn chơi. Đi mượn 5 triệu đi hòn, đi hòn bố, đi hòn 5 ngày. À mượn 5 triệu đi hòn 5 ngày chứ không phải là mượn ngoài hòn. À có nghĩa nước giống sánh đó. Đi ra đi tìm sống đánh nó chìm tàu đi trời. Đẹp không? Biển đẹp không? À. Biển đẹp không kìa? Đi biển hả? Tao đi mình. Mà biển đẹp không? Đẹp không có gì đi vui không kể con gái nghe. À. Có bắt cái gì ăn không? Có gì vui không? Cái gì? Đi ra ngoài đó đi chơi, đi tham quan. Cái đống đồ ngoài này là ngoài hòn hết đó hả? Đống đồ không mua, mua đó. Đem đi. Đem đi mà đem đi có ba có hai cái ba bà ba sao nhiều nhiều quá vậy? Có thằng Khánh Hoàng nó chở tiếp nữa đó. Cái bao kia thấy nhớ là có cái bao màu xanh nữa. Cái vỏ màu xanh đó mà. Ủa rồi sao kể cả cái thao nữa nè, thêm cái thao nữa. Rồi sao mà một mình quẩy hết tấm này đi về? Hai xe lận con. Hai xe ra chở về, 200 đô lại rồi sáng nè. Rồi trưa nè. Hai chiếc xe lận con ơi. 50 ngàn hay 60 ngàn vậy đó, ở bến xe chở gì đây đó. Thấy bá đạo không? Thấy mẹ con bá đạo không? 50 ngàn. Không đi taxi. Đã bá luôn. Bá. Sao đi taxi mà đi xe không mà? Đi ấy thì nó hốt tiền. Giờ mẹ tính dai tiền của cái tiền góp thì còn cho vay 10 triệu 20 vay 20 nè vay tiền góp mà con cho không con chịu đi làm gì vay đi chơi xài phung phí hết trơn chứ không có làm ăn gì đâu mà cái hiếu nợ người ta đúng rồi hiếu nợ là đi nợ trả nữa đó ai thì đường chứ nợ trả là má ưu nợ thì trả là tao ơi tôi có mập tao có thả 4 tỷ đây đây là 4 tỷ đây hả à. Bữa 5 tỷ giờ 4 tỷ sụp à trúng chứ số trúng chứ số nào trúng chuẩn bị trúng nè thì chừng nào mới trúng chứ chuẩn bị là biết chừng nào chuẩn bị trúng số mấy bà cháu ăn cơm ăn đi để tí nào ăn nghỉ ngơi hồi tí nào đi học ngày nữa. Ủa hả tí nào khoe cái hình cho mẹ coi cái hình này là lúc con mới uống ngày đầu tiên nè uống tóc á hồi hôm qua con uống con chớ dập thì uống đẹp lắm con tính nó uống khéo uống tóc ngà uống tóc mà uống tóc khó nữa ừ đưa cho mẹ coi kìa đó khoe mẹ coi ngắn nè rồi dễ mặt nó làm gì kìa phái chứ gì nghe là bánh kẹt nè cái đậu bột kem đây phái gì đó nghe la tí nào đó thấy không thấy không đó. Ai dạy cũng vậy ai dạy mở rồi chưa hả mở rồi đâu có mở đâu mới quán vậy nè quán xong mở ra đi dọc vậy quán này uống quán đi bán giả mà cái đầu giả mà quán đi uống cho bấm cuốn vô quán mở ra dễ lo què gì này là uống tóc medican mai canh nhưng mà nó tóc tém tém ha rồi đâu tao ai quắn nữa nó quắn ra được rụng tóc ra quắn thì cứ thẳng thằng đây là tóc giả mà rụng đâu tóc giả mà rụng gì trời mày đi cơm đi rồi nghe bà cháu ơi cơm tôi đi ừ con đi cho thêm bữa mày hay dắt quà chưa dán được ha em dán được lên 100 mấy vậy hả? Cho thêm bữa mày hai dắt quà nó nhiều với sách xé nhau lộn rớt nó rớt không có bể yeah. Sao cứ coi cái đó xong rồi ve ve lại gì hả? Tao biết đâu. Không biết đâu à? Coi đọc nghe đọc giảm. Đại gia quá giờ tao nằm ghế giò trẻ. Giống đại gia quá hả? Đại gia đó. À đại gia. Đại gia đó. Giống đại gia quá. Đại gia tóc đẹp. Đại gia. Rồi nhuộm lại tóc ra đen kìa con. Tóc nó cháy rồi kìa, đi với tóc
À, nhìn tao giống Tí nè, nãy nói chú đồ nhuộm là tóc đen thì con chịu không? Nhuộm đen không có được, tóc này nhuộm đen hư hết á. Vậy đó hả? Tóc sơ lắm mà, nhuộm đen hư hết không được. Cục hồng sơ, nhuộm đen nó càng sơ. À. Ôi ơi. Thà để tóc này dưỡng dưỡng dài dài, tại đang ở trước em màu nâu mà da chân đâu thấy đâu. Dưỡng dài dài rồi cắt bỏ cái phần sáng nó bỏ cho phần đen lại hơn mới được. Chứ nhuộm đen là nó ban đầu luôn á. Ban đầu là xấu luôn không? Là hết. Là hết hình con thiếu nữ xinh đẹp. Hết cú rồi, đầu nó hết cú rồi, dưỡng lại lâu lắm. Đó, có nghe nhà tư vấn thiết kế kìa. Nhà tư vấn thiết kế tầm con tóc kìa không? Cái đuôi kìa sơn, trẻ ngọn lùm ra. Nhộm đen nữa là khỏi xài luôn. Thôi về ra. Cái gì quên mất tiêu nè, mấy cái này ông quay, cái ông này ông quay nè. Tự nhiên giờ mất tiêu rồi, mới nổi tiếng giờ mất tiêu nè. Lúc này cha em ca đi, anh quay lên nữa thì nó nổi tiếng nữa gì. Giờ ca đi, quay lên là nổi tiếng, mẹ có cái mi chôn rồi. Cha... Mẹ Hùng Loi mẹ đâu rồi? Mẹ dạ đó. Gia Hòn có đem Hùng Loi chơi không? Ừ. Gia Hòn có đem Hùng Loi theo ca không? Gái hỏi kìa. Ra ngoài biển. Đó à? Dạ, cho nó có ai khen không? Ai khen không? Ai nay mẹ trở về hay đỡ ông ở bữa trước không à? Hả? Đỡ ông ở bữa trước không đi nè? Chưa biết hả? Thấy đỡ ăn nè. Thấy vui vẻ ăn cơm được nè, chú Hiền thấy vui vẻ ăn nè. Có chú vui sao kỳ á? Nói sao chứ? Lúc nắng lúc mưa. Rồi, cây găng sức cái gì rồi, nghiến rồi à. Nghiến găng hả? Sức rồi phải không? Đi làm găng lại đây. Sức găng luôn hả? Găng ngắn. Sướng mà. Nói con Vinh này. Con Vinh à? Trong tay còn túi kim ngân bị gọi bán hút. Nghe con Vinh này kìa. Sao không biết? Nghiến kìa, động này nó nảy ra. Ôi ca hồi sinh xong lại tình yêu đến sớ rong chơi nay. Em ca bài đó được đó Ngọc. Đâu chưa ba giá năm miếng dừa đường mòn xưa giờ đây đã quên. Đó bài đó hay đó. Học được. Bài đó em ca được á. Giờ đây đã xa. Hôm nay đi làm cũng phải sơ mi rồi vét các kiểu. Mà mấy cái váy ruột ra hay là sơ mi này được cái là ủi siêu khó. Dù bà ngủ thương thì không có đánh đâu. Cậu này hỏi kìa. Cái mua là cái mũi bà 200 ngàn. Cái gì đến thì cũng phải có cái đặc biệt. Cái này nè, đó cái buồn ngủ nè. Cái đó là cái gì? Dùng xong rồi, trời ơi. Cái đó là massage. Dùng đơn giản lắm nha. Nhân chứa nước 100ml có thể tháo rồi như thế này nè. Nhìn nhỏ như có vỏ á. Công suất tới 900W. Cái lồn người ta mua người ta đấy, tới ở cái lồn người ta đi chơi mà. Mấy sấy hả? Mày nặng chỉ có 520g thôi. Là nhìn vậy chứ quên. Cái nào ôm mẹ không biết rồi, xem thử rồi đó chưa thấy. Chưa thấy cảnh này. Đúng rồi, ngồi kế ôm không biết. Dạ không? Cái gì đâu, không lẽ gì mẹ tán cái đâu có gì đâu. Mày chứ không tán đâu. Vậy nói chuyện với chú Hiền kìa biến cái nằm trời. Nằm con lại con không đó. Không biết đi không. Hồi đó giờ có không mẹ lâu chứ đâu không hả à? Hả? À, hồi đó còn nhỏ rồi có đúng không? Giờ lâu rồi chưa được không mẹ không biết đi. Sợ. Ở đâu lại gần đó. Khi nào sợ. Bây giờ không lén. Đó mẹ đang nằm nó coi ông không lấy rồi mẹ không rồi sao? Không cứ bơ nó không lại nữa lúc đó là báo nữa. Và thậm chí muốn bỏ cuộc. Tấm giấy thì mình nhét không hả? Bởi vậy, khi cảm thấy cuộc sống cảm thấy cố gắng của mình dường như không thể. Chưa thấy cảnh này bao giờ đó cái nhà. Này, nhà. Đây là một sự thật mọi người nha. Thời điểm này thì nhiều người. Trước đây, thời bố mẹ tôi. Thôi được rồi. Chơi toàn là nhạc Trung Quốc không ha. Nhạc Hồng Kông hả? Ai nói chung chứ thì nhà thương mẹ lắm chứ muốn hôn lắm chứ đâu người gì đâu
ai mà biết cái gì mà tưởng khùng thì đi má đi chửi tùm lum la trên này trời trời. Ai khùng? Anh nói ai khùng đâu? Ai chiêu ồ. Ồ. Đăng 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 đăng. Đăng 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 đăng. Đứng lên nhảy nhảy bài luôn nghe. Ừ, lúc không mấy nè, thế nào ơi? Hả? Thế nào không mấy nè? Cùng lâu.